Pháp Bình kính chào chị Meta, mến chào Sức Trọng, kính chào Hiển Mộng, kính chào Tâm Hạnh, kính chào Nắng Chiều, mến chào Trăng Thư, mến chào Tâm Phương, kính chào Vinh Chánh Tâm, mến chào Vực Thích Kim Nhung, kính chào Kim Lê, mến chào Thi Lâm, mến chào Sức Thiện Vũ, mến kính chào Tầm Quý, mến chào Nguyên Trang, kính chào người phương Nam, mến chào Nguyên Như, kính chào Vinh Kinh. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Đạo tràng kính cảm ơn chị Meta đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh đã thấy Vinh Kinh vào đạo tràng rồi. Nhật Quỳnh kính mời Vinh Kinh cho Nhật Quỳnh một tín hiệu để Nhật Quỳnh điều hợp chương trình học ngày hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy và sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học kỳ diệu pháp được an vui tiến hóa. Mà trước khi Nhật Quỳnh dâng mic cho Quỳnh, cho Nhật Quỳnh yêu cầu một cái, thế nào Quỳnh cũng nói Nhật Quỳnh nhiều chuyện, nhưng mà phải nhiều chuyện thôi, mang tiếng đã mang tiếng rồi. Và Quỳnh lên chào đạo tràng xong, Nhật Quỳnh bớt bài, Quỳnh đọc mẫu giùm nha. Nhật Quỳnh nhìn sơ qua bài hôm nay rất là khó đọc, nên kính thỉnh thầy đọc mẫu giùm ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, đạo tràng đồng ý. Chứ Nhật Quỳnh không cho một cành hoa để thầy mở mắt kiến ra thầy đọc bài đi quý vị. Dạ sa thú, dạ kính mời Quỳnh ạ. Dạ nam mô Bụt Thầy giá, mô tham mai giá, mặt mô sạc giá. Dạ kính lễ chư tôn đức tăng, dạ, xin kính chào tất cả quý vị. À, kính thưa quý vị, nay gặp cô Nhật Quỳnh nhiều chuyện tiếp, không có giờ còn nhiều chuyện. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cho ngưng cái bài về cảnh, 21 cảnh, bài đối tượng. Là vì cảm thấy quý vị học bài đó giống như bơi trong pháp nha. Thấy bơi trong pháp, thấy bộ nặng nề quá. Tạm ngưng cái bài đó, mình qua cái bài khác, rồi thời gian sau mình trả lại, học cho nó thoải mái hơn. Bây giờ bài học nặng quá thì cũng hơi mệt tiếng đầu, tạm ngưng. Giờ mình sẽ vô cái bài mới. Rồi mình học về. Quý vị nghe không? Alo, 1, 2, 3. Alo. Nghe không? Ok. Rồi giờ bữa nay mình sẽ học một bài tương đối thoải mái hơn ha. Rồi trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavang tang avivadeyami svakkhato bhagavata dhammo dhammang namacchami suppatipanno bhagavato savakasangho sanghang namami Sama sambuddhamatulang sasattham maganuttamang apivadiyapasissang apithammatpasang kahang. Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứ đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Di Đà. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học về người, tức là những cái chúng sanh, người mà chúng ta thì cũng rất là gần gũi mình ha. Rồi xếp bot lên coi cái bài này sao đây, đúng không? Rồi cái gì đọc đây là đoạn thứ nhất ha. Book Glass Phê Đô, phần hạng chúng sanh. Giờ đoạn một, lát chưa có gì lên chia nha, mỗi người đọc đoạn ha. Ủa không thấy hả? Không thấy gì, sao chị Quỳnh ơi? Bắt lại coi. Thấy kìa. Thấy. Nguyên Trang không thấy kìa. Rồi, máy Nguyên Trang có vấn đề rồi. Post lại lần nữa đi. Post lại lần nữa coi Nguyên Trang thấy không? Đó. Rồi, thấy chưa?
rồi ha, ok. Buclafe do phân hạng chúng sanh. Thì làm chậm chậm nha quý vị nghe nha. Duhe tuka namahatu. Duhe tuka namahe tuka nan. Chabanet thakriya. Chawana niche wa appana. Chawana niche na lap phan tí. Tatha nhà nó sầm ba dứt ta quý bà cà ni chất su gà tí dân đúc gà tí dân bà nà nhà nó quýt ba dứt ta ni chá má hà quý bà cà ni nó lắp phần tí. Nơi đây với những người mà thức tái sanh do hai hoặc vô nhân tạo duyên, các chập duy tác tốc hành tâm và an chỉ tập hành tâm không phát sanh. Cùng thế ấy, trong thiện thú, những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh. Trong ác thú, những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Đó là cái câu thứ nhất. Rồi câu thứ hai. Tí hề tu kê su chắc khi na sa hoa năng Kusala kusala chawana nicha na lap phan ti ti. Tatha se kha bút thut chana năng kriya chawana ni. Dit thi gata sam vayut ta vi chikit cha chawana ni cha sikha năng. Anaga mi bút gala năng banabati ga Chawana ni chana lap phan ti. Lokuttara chawana ni chayatha sakamariya nang ewa sambayut pajan ti ti. Với bậc vô nhiễm là A-la-hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên, không có động tốc thiện hay bất thiện bất sanh. Cùng thế ấy, những chập động tốc duy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân của thuốc chá và hạng hữu học xe khác. Những chập chá vá ná liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến vị xe khác. Đối với vị A-na-hàm, không thể có cháu ná liên hợp với sân. Nhưng các cháu ná siêu thế, chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng đoạn. Đó là đoạn 2. Bây giờ mình còn đoạn nữa, đoạn 3. Ase kha năng cha tu chắc ta li sa se kha năng ut di se cha bành nhà sa quá xê sa năng cha tu bành nhà sa sầm phá hoa á dân ếch tha bút gá lá phê đô. Tùy trường hợp phát sanh, được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56. Ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Nam mô Bụt Tha ya, Nam mô Tham Ma ya, Nam mô Sa ya. Rồi, đó xin mời quý vị quan hỷ lên chia nhau đọc ha, người đọc đoạn rồi xoay vòng vòng đó cho nó thay đổi là nó được nhanh đó. Rồi, xin xuống mic trở lại cho được. Nam mô Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Dạ con kính lễ chư tôn đức tăng ni. Dạ con kính chào tòa, kính chào thầy kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc cái đoạn 1 ạ. Bút Gá Lá Phê Đô phân hạng chúng sanh đoạn 1. Đú Hê Tú Ca Ná Má Hê Tú Ca Nành Chá Ba Nét Thá Kri Già Chá Quá Nà
ni chê quá ấp ba na chá quá na ni chá na lạp phàn tí ta thà nhà na sầm ba yút ta quý bà ca ni chá số gá tí dằng đốt gá tí dằng bá ná nhà ná quýt bá dút tà ní chá má hà quý bà ca ní chá láp phàn tí. Nơi đây với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh. Cùng thế ấy, trong thiện thú những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh. Trong ác thú những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Dạ, mẹ ta xin nhường mic cho người đọc kế tiếp ạ. Nam mô Bích Thai giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ kính chào thầy kinh. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin cô khỏi post bài nha cô. Con kéo được rồi cô. Dạ con xin đọc cô số 2 ạ. Dạ con kéo nó có sẵn. Dạ con xin đọc đoạn 2. Tí hề tú kề su chắc kinh nà sa hòa nằng kusala kusala chana hòa kusala chawana ni chana lap phan ti ti tatha se kaput thut chana nằng kriya chawana ni tit thi gata sam payut ta quy chích kích cha cha wa na ni cha se kha nang a na ga mi puk ga la nang ba na pa ti kha cha wa na ni cha na la phan ti lo kut ta ra cha wa na ni cha ya tha sa ka ma ri ya nang ê wa sam ê wa sa mục bát chan tì tí. Với bậc vô nhiễm A-la-hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên, không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh, cùng thế ấy những chập động tốc duy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân. Bút thút chana và hạng hữu học xê khá những chập chá quá ná liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị xê khá. Đối với vị A-na-hàm không thể có chê quá ná liên hợp với sân, nhưng các chê quá ná siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Dạ, con đã đọc xong câu số 3 ạ. Dạ, con kính dâng mít lại cho đạo tràng ạ. Alo, dạ con Kim Nhung, con dạ
Cảm ơn chị Nhật Huỳnh, Thiện Vũ và chị Metta Nguyên Trang cho biết tín hiệu. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính chào thầy kinh, con kính chào các anh chị ở trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc đoạn 3 ạ. Ase kha nang chatu chat ta li sa se kha nang udise cha bành nhà hòa qua se sa nang chatu bành nhà sa sầm pha hòa a yang e a yang et tha bốc ga la đồ. Tùy trường hợp phát sanh được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Đa nành cha, thầm machariya cha, nhà ta can nành, cha sằng kha hồ. Anavachanikam mani e tang mang galamuta mang. Bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, giữ chánh mạng trong đời là phúc lành cao thượng. Đà nanh cha tham ma cha ri ya cha. Nhà tanh ca nanh cha sang kha hồ a na wa cha ni cam ma ni e tăng ma ga lăng u ta mang. Dạ con đã kể xong. Dạ con kính chào thầy kinh. Dạ con xuống mic ạ. À, dạ, và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh chưa thấy có bàn tay của vị nào như tiêu hết trơn cái tâm hương gì lặn đâu mất hết rồi Thiện Vũ nữa nè. Dạ, cảm ơn chị Metta Nguyên Trang và Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, chưa có Kim Nhung và chưa có ai thì Nhật Quỳnh tranh thủ trả bài. Dạ, kính mời đạo tràng xin chuẩn bị bàn tay ạ. Dạ, Nhật Quỳnh xin được trả bài đoạn 1. Khúc Ga La Phê Đơ phân hạng chúng sanh đoạn 1. Đu Hề Tu Ca Nam A Hề Tu Ca Nan Cha Ban Nát Thác Kỳ Thác Rị Già Cha Qua Nà Ni Chề Qua Áp Ba Nà Cha Qua Nà Ni Cha Na Lập Hoành Tị Ta Thà Nhà nạp sầm ba yốt ta quy bà cà ni cha sư ga ti dằng đục ga ti dằng ba na nhà na quyết ba yốt ta ni cha ma hà quy bà cà ni na lấp hoàn tí nơi đây với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên các chặt duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh cùng thể ấy trong thiện thú những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh trong ác thú những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Dạ đã Nhật Quỳnh đã trả bài xong đoạn một, kính mời đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ.
Nam mô Bích Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và con xin kính lĩnh lễ Ngài Trí Đức. Con xin kính chào Thầy Kinh. Và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ không phải ế đâu cô, tự vì bài dài quá phải ngồi chép. Dạ con xin đọc đoạn 2 ạ. À. Tí hề thú kề xú chát khi nà xá hòa nặng cú xá là cú xá lá chá quá nà ní chá ná lắp phành tì tí tát thà xề khá thú bú thút chá nà nặng khí già chá quá nà ní tích thí gá tá sầm bá dút tá quý trí kích chà chá quá nà ní chá xê khà nằng á nà gà mí bút gá là nằng bá ná bá tích khá chá quá nà ní chá ná lắp phành tí lô cút tá rá chá quá nà ní chá giá thà xá cá má rí già nằng ê quá xá múc bát chằm tì tí. Với bậc vô nhiễm A-la-hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên, không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh, cùng thế ấy, những chập động tốc duy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân, Uthuchana và hạng hữu học, Sekhas. Những chập Chawana liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị Sekhas. Đối với vị Anaham không thể có chá quá ná liên hợp với sân, nhưng các chá quá ná siêu thế, chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Và con đã đọc xong đoạn 2, và con xin dâng bích lại cho đạo tràng ạ. Kính chào thầy Kinh, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc tiếp đoạn thứ ba. Ase kha nang cha tu cha ta đi sa se kha nang ut di se cha ban nha sa va se sa nang cha tu ban nha sa sam ba wa ai dầm ê tha bút giá giá bê đô. Tùy trường hợp phát sanh được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng của các chúng sanh. Dạ thưa đoạn 4 này để ra hết rồi hả dạ, chị Nhật Bình? Và bây giờ xin đọc cái đoạn 38 pháp hạnh thúc ạ. Đa năng chá dạ, không thấy bài. Dạ chị Nhật Bình nè, cho cái câu đoạn 38 pháp hạnh phúc. Mất đoạn nữa không thấy cái đoạn số nữa. Na tát căng na chát sang đá hồ a na quá trà ni tầm mà ni hề tầng mằng giá ra mức tâm hằng bố thí hành đúng pháp chức tích hàng xong thấy bài
giúp thích hàng. Dạ con xin đọc lại 30 đoạn 38 pháp hạnh phúc ạ. Đa năng cha thầm ma cha lý giá cha nhá ta cá năng cha sằng ra hồ a na quá trà ni cầm ma ni ê tăng măng ra la mút ta măng. Bố thí hành đúng pháp giúp ích hàng viên thuộc, giữ chánh mạng trong đời là phúc lành cao thượng. Dạ con đã trả bài xong, xin gửi mất tại cho đầu tràng ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con xin, dạ con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng và kính chào thầy kinh. Dạ con xin đọc cái đoạn 1 hồi nãy con chưa đọc ạ. Bhukkhala Phedo, phân hạng chúng sanh, đoạn 1. Tu hề tu ca, nama hề tu ca nành, japanet Thariya, Chawana Niche, Wa Appana, Chawana Nichana Lapan, Titatha, Nhà, Nasam Bayutta Vibhaka, Nichasugatiyang, Dukkatiyang, Bananya, Nawip Bayutta, Nichamaha, Quý bà cà Nina La Phàn Tí. Nơi đây với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh. Cùng thế ấy, trong thiện thú, những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh. Trong ác thú, những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Hello, dạ, hello, dạ, dạ, cảm ơn chị Meta, cảm ơn Thịnh Vũ, đã, cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã cho biết tín hiệu. Dạ, con một lần nữa xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính chào thầy Kinh cùng các anh chị ở trong đạo tràng, con xin đọc đoạn 2 ạ. Ti hề tu kề su cha khì nà sa hoàng nặng. Kusala kusala chawana nichana la phan ti ti ta tha se khabutu chana nang kriya chawana ni dithigata sambayut ta vichikicha chawana nichase khanang anagami bhukkhala nang banabatikha Chawana nijana la phanti lokuttara chawana nijana tha sakama riya nang ewasamuk bachan ti ti. Với bậc vô nhiễm A-la-hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên, không cổng tốc thiện hay bất thiện phát sanh,
Cùng thế ấy, những chặt đồng tốc, duy tác không phát sanh đến hàm nhân, Buddhuchana và hạng hữu học Sekhas. Những chập Chawanas liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị Sekhas. Với vị Anaham không có Chawana liên hợp với sân, nhưng các Chawana siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Dạ, vậy là con đã đọc xong. Dạ, con xin xuống mic kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, Metta xin đọc cái đoạn 3. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết. Đã rõ. Và đoạn 3. Ase kha năng chatu chat ta li sa se kha năng út đi se cha ban nha sa wa se sa năng chatu ban nha sa sam pha hòa a dạ tha bút gá lá phề đồ. Tùy trường hợp phát sanh được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54. 54 loại tâm, đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. 38 pháp hạnh phúc. Câu thứ 15. Đá nành chá thăm má chá ri giá chá nhà tác nành chá sằng gá hồ á ná quất chá ní cầm má ní ê tăng măng gá lá mút tá măng. Bố thí hành đúng pháp giúp ích hàng quyến thuộc giữ chánh mạng trong đời là phúc lành cao thượng. Dạ, người ta xin nhường mic cho người khác đọc tiếp ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Kha Giá. À, xa thứ, quý vị nghe rõ ha? Alo, alo, rồi ha, ok. À, bây giờ chỉ cần hai người nữa đọc một lần nữa là cho xong để chúng ta học ha. À, thứ nhất là nhà Trọng Nguyễn. Đọc từ đoạn 1, đoạn 2, đọc 2 đoạn, đoạn 1, đoạn 2. Rồi đoạn 3 như là kể. Thì Nguyễn Như, rồi đọc đoạn 3 kể. Nó chia làm 2 phần ha. Đọc cho xong rồi để mình vô học bài luôn. Rồi, đoạn 1, đoạn 2. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính định lễ sư trí đức, con kính lễ chư tôn đức tăng, con kính lễ thầy kinh, dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, dạ con cảm ơn đạo hữu Thiên Hữu, cô Meta, cô Kim Dung đã cho con biết tín hiệu. Dạ thưa thầy, chắc con đọc đoạn 1 hả thầy, tại cô Nhật Huỳnh chưa có đọc nữa đó thầy. Con xin phép con được đọc ạ. Dạ dạ dạ, vậy con xin sám hối, con xin đọc đoạn 1 và 2 ạ. Con cảm ơn cô Nhật Huỳnh ạ. Bukgalabe thu phân hạng chúng sanh. Đoạn 1. Đu hề tu ca na ma hề tu ca nan chấp ban net tha kri ya cha wa na ni che wa ap pa na cha wa na ni cha na la pan ti ta tha nya na sam pa yut ta wi pa ka
Nichasugati yang dukgati yang pananya na vipayutta nicham maha vipaka ninalapanti. Nơi đây, với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh. Cùng thế ấy, trong thiện thủ, những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh. Trong ác thú, những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Đoạn 2. Tí hề tu kệ su cha khi na sa hòa nàng cu sa là. Cô xin đọc lại ạ. Tí hề tu kệ su cha khi na sa hòa nàng cu sa là cu sa la quá cu sa la cha hòa nà ní cha na lập phàn tì tí ta tha se kha bu thut cha na nang kriya cha na kriya cha wa na ni dithi gata sampayutta vichikicca cha na cha wa na ni cha se kha nang anaga mi buk ga la nang panapati kha cha wa na ni Chana lắp phản tí. Lô cút ta ra cha hoa nè ní cha gia thà sa ca ma ri gia nặng e hoa sa múc bát tràn tì tí. Với bậc nhiễm A-la-hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên, không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh. Cùng thấy ấy, những chập động tốc duy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân. Bú thút trá ná và hạng hữu học. Sê khát. Những chập trá quá ná liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị sê khát. Đối với vị A-na-hàm, không thể có trá quá ná liên hợp với sân. Nhưng các trá quá ná siêu thế, chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng niệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Dạ thưa con đã đọc xong à. Dạ con đọc có sai, xin hãy sửa giùm con, tại cái bài nó khó quá. Dạ con xin phép được xuống mic, con kính cảm ơn đạo tràng, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con xin đọc đoạn 3 và bài 38 hạnh phúc kinh ạ. Đoạn 3. Ase kha nang chatu chat ta li sa se kha nang ut di se cha ban nya sa wa se sa nang chatu ban nya sa sam phá hòa ayamet tabuk galafe đồ. Tùy trường hợp phát sanh, được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56. Ngoài ra những hạng còn có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng chúng sanh. Dạ trong bài 38 có mấy chỗ không bỏ dấu, con xin tự bỏ dấu đọc nha thầy. 38 pháp hạnh phúc. Đà nành chá thầm má chá rí già chá nhà tá cà nành chá sằng gá hồ á ná quách chà ní cầm mà ní ê tầng măng gá lá mút tám măng. Bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, giữ chánh mạng trong đời là phúc lành cao thượng. Generosity, dhamma practice, supporting one's extended family, blameless action, highest happiness. Đà nẵng cha thăm mà cha ri ya cha nhà ta ca nan cha sang ga ho ana wat cha ni cam ma ni e tang mang ga la muot ta mang. Cha con xin dâng mít lại cho thầy ạ.
xa đó, xa đó. Rồi, rất là hoàn hỷ. Bây giờ chắc phải hai người nữa đồng tu nữa mới được, nghe chưa, có được rõ ràng không, nghe chưa có được. Rồi, mời cô Nhật Quỳnh, Quỳnh đọc đoạn 1, đoạn 2. Rồi Quyên Trang đọc đoạn 3, vậy là kệ đoạn 4. Không phải nó bị mất á, nó bị trong sao đó. Thì Nhật Quỳnh đọc đoạn 1, đoạn 2, Quyên Trang đọc đoạn 3, với lại kệ bài Văn Tóc Hạ Thúc nha. Rồi, một lần nữa cho nó hoàn chỉnh cái bài học. Rồi, xin mời quý vị. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không ạ? Dạ, quý vị thấy bài học của Nhật Quỳnh bớt lên cái bài 38 niềm hạnh phúc không có dấu hả quý vị? Dạ, quý vị cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi để Nhật Quỳnh có thể sửa lại ạ. À. Bên bài của Nhật Quỳnh thì thấy dấu mà bớt lên là không có sao? Không có luôn hả Châu Nguyễn? Dạ, Kim Nhung thấy bài 38 hạnh phúc của Nhật Quỳnh có dấu không? Nguyên Như không thấy dấu, Kim Nhung thì thấy dấu. Sai. Wow. Chị Meta cũng không thấy dấu luôn hả chị Meta? Hello. Để Nhật Quỳnh tìm hiểu coi tại lý do làm sao. Ồ kỳ gì. Cái bài 38 hình nhất. Dạ sai chỗ nào? Mà Châu Nguyễn và bài của Vinh Quách Thanh, của Vinh Kinh đưa qua Nhật Quỳnh mà không biết và đưa qua Nhật Quỳnh là Nhật Quỳnh ghi bài đó lại thì có dấu mà và có dấu rõ ràng bố thí hành đúng pháp giúp ích hàng quyến thuộc giữ chánh hạnh trong đời là phúc lành cao thượng. Ồ vậy là không biết nghĩ là nhà tại vì Nhật Quỳnh phải để tìm hiểu coi nó sai chỗ nào, hoặc là Nhật Quỳnh sai, hoặc là do không chữ hay như thế nào để sửa đó Quỳnh. Của Bali hả? Dạ thôi thì để đó hạ hồi phân giải, nghe hết hồn không biết sao nữa, chỉ sợ mình sai thôi. Còn ở bài của ông thầy sai thì không sao, có học trò sửa. Dạ Nhật Quỳnh xin đọc Húp Gà La Phê Đô, phân hạng chúng sanh, đoạn 1. Đô Hê Tu Ca, Nam A Hê Tu Ca, Nàn Chá Bát Nát, Thá Rí Gia, Chá Quá Nà Ni Chê Quá Áp Bá Nà, Chá Quá Nà Ni Chá Na Lấp Phành Tí, Ta Thà Nhà, Na Sầm Bá Yút, Ta Quý Bà Cà, Ni Chá Súc Gá Tí Dần, Đúc Gá Tí Dần Bá Nát, nhà na quyết bay quyết ta ni cha ma hà vi bà cà ni lấp hành tích. Nơi đây với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các trạch di tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh, cùng thấy ấy trong thiện thú những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh, trong ác thú những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Đoạn 2. Tí hề tu kề su chấp kỳ na sa hòa năng cư sa la chấp quá na ni cha lập phành tì tí ta thà sê ca bu thuốc cha na năng ri ya cha qua na ni đích thi ga ta sam ba yut ta vi chi ki cha cha qua na ni cha sê kha năng a na ga mi buốt ga la năng ba na ba ti kha cha qua na ni cha na lập phan ti lô cốt ta ra quá chất nà ni cha gia thà sa ca ma ri già nàng ê quá sắc muốt bát chàn tì tí với bậc vô nhiễm a la hán trong những vị mà thức tái sanh do nhân do ba nhân tạo duyên không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh,
Cùng thế ấy, những chập, động tóc, ghi tác không phát sanh đến hạng phàm nhân, của thuyết chánh ná và hạng hữu học. Sê khát, những chập, cha quá nát, liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến vị. Sê khát, đối với việc A, na hàm không thể có chavana liên hợp với sân, nhưng các chavana siêu thế, chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Nam mô Bụt Thầy, dạ, dạ, như Quỳnh đã trả bài xong có sai, kính mời Quỳnh sửa giùm. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ. Dạ con, một lần nữa con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào Thầy Kinh. Dạ con xin đọc câu đoạn số 3 và đoạn số 3. Con kính bài. Ủa vậy cái chỗ đó sai con đâu có biết. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ con xin đọc ạ. Ase ka nang chatu chat ta li sa se ka nang ut di se cha ban nya sa wa se sa nang cha tu ban nya sa sam pa wa a yang et tha puk ga la fe do. Tùy trường hợp phát sanh, được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Đà-nành-chát-thầm-mát-chá-ri-yà Chá-nhà-tá-ca-nành-chát-sằng-hồ Anavaccha nikamma ni e tang mang galamutta mang. Bố thí hành đúng pháp giúp ích hàng quyến thuộc, giữ chánh mạng trong đời là phúc lành cao thượng. Generosity, tamma practice, supporting one's extended family, blameless action, highest happiness. Dananja tham majariya janyataka nanja sangkaho anavaccha nakamani etang mangga lamuta mang. Dạ con đã đọc và kể xong ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ con cảm ơn đạo tràng, cảm ơn cô Nhật Quỳnh Post và dạ cảm ơn thầy Kinh. Con xin xuống mít ạ. Rồi, xà thú. Rất là tuyệt vời ha. Hôm nay chúng ta đọc bài học mới, giữ vô bài học mới cho nó thay đổi không khí. Cái bài bài đối tượng á, khi nào học xong cái này thì chúng tôi sẽ thông báo để học lại. Cái bài kia thấy cái gì bơi quá nữa. Để cho học lại ha. Ok, nghe rõ ha mọi người. Rồi, bây giờ chúng ta vô học. Vào các loại người bút lá phê đó học về các loại người. Trong quyển đã bắt rồi. Rồi. Chương dòng chữ bút cái lá hai chấm. Bút cái lá hai chấm.
Bún cá lá là nó căn từ chữ bún cộng cá lá. À, căn từ chữ bún cộng cá lá. Thì cái chữ bún này đó, theo cái là địa phương ngữ đó, tức là ngôn ngữ của dân địa phương đó, thì cái chữ bún này có nghĩa là địa ngục. À, nó có nghĩa là địa ngục. Nhưng mà cái chữ bún này ghép với chữ cá lá vô à, thì nó thành bút cá lá, người. À, tức là hai cái chữ này nó ghép lại do cái từ ngữ nó ghép lại thành chữ bút cá lá, tức là bún cộng cá lá thành chữ bút cá lá, tức là người. Bún cộng cá lá là người, đúng rồi. Rồi xuống dòng mình ghi chữ người hai chấm. Người hai chấm. Chúng sanh có danh và sắc, hoặc danh hoặc sắc do nghiệp lực chi phối tác thành. À, thì được gọi là người ha. Người tức là chúng sanh có danh và sắc, hoặc danh hoặc sắc do nghiệp lực chi phối tác thành. Chúng sanh có danh và sắc, hoặc danh hoặc sắc do nghiệp lực chi phối tác thành. À, tức là cái chữ người đó mình không có nên hiểu là con người mình không, mà cái chữ người nó có nghĩa rất là rộng. À, là ở đây là nói về chúng sanh có danh sắc, tức là có danh có sắc chung, chẳng hạn như con người mình có danh có sắc, chư thiên có danh có sắc. À, hoặc là có danh, tức là có danh không, tức là những vị đại phạm thiên có chỗ sắc. À, thì những vị đó có danh không, không có sắc. À, thì được gọi là người luôn. Hoặc là chúng sanh có sắc không có danh, tức là những vị trời vô tưởng, tức là có sắc không có danh. À, thì như vậy người là chúng sanh có danh và sắc, hoặc là danh hoặc là sắc. À, do nghiệp lực, à, do cái nghiệp mà nó tác thành, nó tạo thành chúng sanh. Đó là ý nghĩa của chữ người. Rồi xuống dòng, có hai mặt hai chấm. Có hai mặt hai chấm. À, tục đế. Hai mặt hai chấm. À, tục đế. Tục đế hai chấm. Người, nhân loại, chư thiên, phạm thiên, súc sanh, chấm chấm chấm. À, là ý nghĩa thứ nhất là A là tục đế, là ý nghĩa tục đế. Đó, tức là mà nói về cái sự chế định tục đế thì người ta kêu là người. À, ví dụ như kêu con người thì kêu là người, và nhân loại, chư thiên thì kêu chư thiên, hay là phạm thiên, hay là những loài thú súc sanh, rồi chó mèo gà vịt, rồi atula ngạ quỷ, thì cái đó thì được xếp vào mặt thuộc về tục đế, tức là những chế định đặc đế, thì được gọi là mặt thứ nhất là tục đế. Rồi B là chân đế. À, tức là người xét qua cái mặt thuộc về chân đế. Chân đế hai chấm. Năm quẩn, bốn quẩn, một quẩn. Năm quẩn, bốn quẩn, một quẩn. Rồi, đó là xét qua phần chân đế, tức là những pháp thực tính, tức là người mà có năm uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm uẩn thì được gọi là người, hoặc là bốn uẩn, thọ, tưởng, hành, thức, và những vị phạm thiên sắc vô sắc ha, hoặc là một uẩn là sắc uẩn thôi, cõi vô tưởng, thì đó như vậy chân đế là có năm uẩn cũng có, bốn uẩn cũng có, mà một uẩn cũng có, là ý nghĩa của cái người mà phân theo hai mặt tục đế và chân đế. À, nhưng mà quý vị nắm được mà, alo, alo, cho biết đi, được không? À, bài này nhận vô cái này thấy nó khỏe hơn, nó nhẹ hơn cái bài kia chứ, mà nó gần gũi hơn ha, đúng không? Đúng không, cho biết đi. Rồi, ok ha, rồi xuống dòng, phân loại. Phân loại. À, dễ ủi ha, ba bài này thấy nó dễ ủi liền.
chưa biết. Phân loại hai chấm, có 12 loại người, có 12 loại người phân thành hai nhóm, hai chấm, có 12 loại người phân thành hai nhóm. Đúng dòng, nhóm A, hai chấm, phàm nhân. Nhóm A, A lớn nè, nhóm A lớn, hai chấm, phàm nhân. A lớn, hai chấm, phàm nhân. Đúng dòng. Một, người khổ. Một, người khổ. Hai, người lạc vô nhân. Ba, người nhị nhân. Bốn, người tam nhân. À, như vậy cái nhóm A phạm nhân có bốn loại. À, một là người khổ, hai là người lạc vô nhân, ba nhị nhân, là bốn người tam nhân. À, đó là nhóm thứ nhất ha, nhóm A. Rồi nhóm B, thánh nhân. Nhóm B, thánh nhân. Nhóm B, thánh nhân. Rồi, nãy từ 1 tới 4 ha, bây giờ từ 5 đến 8, hai chấm, từ 5 đến 8, người sơ đạo, người nhị đạo, người tam đạo, người tứ đạo, à, là từ 5 đến 8, là 4 người, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Người sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Rồi, đúng rồi, từ 5 đến 8 ha. Rồi, từ 9 đến 12. Người sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Người sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Rồi, như vậy là sơ lược cho chúng ta thấy là mình có 12 loại người, 12 loại người phân thành hai nhóm. Và nhóm A, chúng ta có những loại người thuộc phàm nhân. Thứ nhất là người khổ, thứ hai là người lạc vô nhân, thứ ba người dị nhân, thứ tư là người tam nhân. Rồi nhóm của bà B là Bậc Thánh, thì chúng ta cũng có từ 5 cho đến 8. Là 4 người ha, người sơ đạo, nhị đạo, tạo tứ đạo. À, rồi từ 9 đến 12, người sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thì như vậy 4 người phàm và 8 người thánh. Là chúng ta vị trí là chúng ta có là 12 hạng người. À, tức là 12 loại người như vậy ha. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta đi vào nhóm A phàm nhân. Bắt đầu mình đi vô vấn đề chi tiết ha, nhóm A phàm nhân. À, phạm nhân. Dòng số 1, người khổ, hai chấm. Dòng gạch đầu dòng. Chúng sanh đa khổ, thiểu lạc. Chúng sanh đa khổ, thiểu lạc. Đa khổ, thiểu lạc, thiểu là ít,
la khổ thiểu lạc. Chúng sanh đa khổ thiểu lạc, được chưa? Thiểu chứ không phải hiểu, thiểu là ít đó. Thiểu với tê vô ít lạc đó. Đa khổ ít lạc, thiểu lạc, đúng rồi. À, là chúng sanh thì chịu nhiều cái sự đau khổ nhiều hơn là được cái sự an lạc, mà chúng sanh đa khổ thiểu lạc. Chúng sanh đa khổ thiểu lạc, rồi xuống dòng. Chúng sanh toàn khổ, chúng sanh toàn khổ. Chúng sanh toàn khổ, rồi xong gạch đôi dòng. Chúng sanh khổ thân đối khác, chúng sanh khổ thân đối khác. Khổ thân đối khác, rồi. Chúng sanh vất vả khổ sở, luôn lo sợ. Chúng sanh vất vả khổ sở, luôn lo sợ. Chúng sanh vất vả khổ sở, luôn lo sợ. Tại lỗ tai chưa có thuần thục, thành ra thiếu bắt không được cái làn sóng, mình không nghe được, mình đổ thừa ha. Như quên là chuyên môn đổ thừa. Đó, tức là người ta nói về người khổ, thứ nhất là nói về chúng sanh mà đa khổ thiểu lạc, chẳng hạn như những loài Atula là nó khổ rất là nhiều, ít có được hưởng lạc. Hoặc là chúng sanh toàn khổ, tức là những chúng sanh sống trong cõi địa ngục mà toàn chỉ có sự đau khổ thôi. Hoặc là những chúng sanh có cái thân khổ phải chịu những cái sự đau khổ đối khác nữa, thứ thì đó là khổ thân đối khác, như là ngạ quỷ. Hoặc là những chúng sanh phải chịu vất vả khổ sở kiếm ăn này, và luôn luôn có sự lo sợ, sợ người ta bắt người ta giết, là những loài bàn xanh và thú. À, rồi xuống đánh vào đánh cái bông bự cho nó ngon lành nha. Khó được sanh tâm thiện và không thể đắc thiền hay đạo quả. Là người khổ khó được sanh tâm thiện và không thể đắc thiền hay đạo quả. À, câu này có đánh cái bông thiệt bự rồi. Khó, người khổ khó được sanh tâm thiện và không thể đắc thiền hay đạo quả. À, tức là cái người khổ là khó mà được sanh cái tâm thiện lên lắm. À, nhưng mà chúng ta phải nên hiểu cái chữ khó nha. Khó được sanh tâm thiện chứ không phải là không. À, tức là vẫn có thể sanh tâm thiện nhưng mà khó lắm. À, rất là khó, bởi vì chúng sanh rơi vào cảnh đau khổ thì rất khó được sanh tâm thiện. Và không thể đắc thiền, cái này là chắc chắn là người khổ là không thể nào chứng đắc được thiền hay đạo quả. À, tức là tâm thiện là khó sanh rồi, chứ đừng nói gì tới đắc thiền hay đạo quả ha. Thì như vậy người khổ là khó, rất là khó được sanh tâm thiện. Và chắc chắn là không thể đắc thiền đạo quả khi còn là người khổ. Ngoại trừ thoát khỏi cảnh người khổ sanh lên cõi người, người tam nhân thì mới hy vọng được đắc thiền hay đạo quả. Rồi, ok. Tiếp theo. Có bốn loại, hai chấm, tức là người khổ có bốn loại. Hôm nay mình học người khổ thôi nha, học người khổ thôi, có bốn loại. Bốn loại. Một là đây. Tí rắc trà ná là súc sanh hay là bàn xanh, tiếng đất trà nó súc sanh hay là bàn xanh. Hai chấm.
Virajana, xuất sanh hay bàn sanh. Loài đi mà lưng nằm ngang, loài đi mà lưng nằm ngang, như thú hay phi cầm, chấm chấm chấm. Loài đi mà lưng nằm ngang, như thú hay phi cầm. Phi cầm là loài bay á, có cánh bay đó. Đúng rồi, phi cầm. Rồi, ok. Là số 1 ha. Rồi, số 2 là đây, beta, ngạ quỷ. Beta, ngạ quỷ. Hai chấm. Loài không có hoặc xa lìa tất cả sự hoan lạc vui vẻ. Loài không có hoặc xa lìa tất cả sự hoan lạc vui vẻ. Loài không có hoặc xa lìa tất cả sự hoan lạc vui vẻ. Phải hằng bị đối khác. Phải hằng bị đối khác. Phải. Thì súc sanh người khổ chứ không lẽ người lạc. Rồi chưa, tới đâu rồi? Hằng bị đối khác. Phải không thể thụ hưởng được các thực phẩm của nhân thiên. Không thể thụ hưởng được các thực phẩm của nhân thiên. Rồi, đó là ngạ quỷ ha. Rồi, số 3 là, đây, bị chữ ra. Asura và Atula. Asura, tiếng Việt mình âm là Atula. Dịch là thần quỷ dữ. Thần quỷ dữ, hay kêu là quỷ dữ. Asura. Hai chấm. Sura. Rồi. Hai chấm ha. Những loài không có sự tiến hóa. Những loài không có sự tiến hóa. Thiếu tự do. Phải. Những loài không có sự tiến hóa. Phải. Thiếu tự do. Phải. Không có hoan lạc. Phải. Những loài không có sự tiến hóa, thiếu tự do, không có hoang lạc, phải rất hung dữ. Những loài không có sự tiến hóa, thiếu tự do, không có hoang lạc, thường là rất hung dữ. Ghi rõ ràng luôn, thường rất hung dữ. Rồi, đó là Atula hay là Asura. Rồi, 4 là này, chuyện này. Địa ngục. Niraya, địa ngục. 4 là địa ngục, Niraya.
Dạ, hai chấm. Sự an vui hạnh phúc không có. Sự an vui hạnh phúc không có. Phải. Chúng sanh hằng bị mọi thống khổ. Chẳng có sự an vui. Sự an vui hạnh phúc không có. Phải. Chúng sanh hằng bị mọi thống khổ. Chẳng có sự an vui. À, và thuộc về chúng sanh địa ngục ha, tức là có bốn loại người, và biết là bốn loại là súc sanh, loại người khổ đó, súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục, đó là bốn loại được xếp vào hạng người khổ. Những sanh này phải chịu những cái thống khổ không có được như con người mình, không có được như chư thiên, và thứ nhất là nó tục sinh bằng những cái loại tâm không tốt đẹp, thì được xếp vào nhóm người khổ. Rồi xuống dòng tâm tục sinh hai chấm. Người khổ tâm tục sinh hai chấm. Tâm gì quý vị? Tâm tục sinh hai chấm là tâm gì? Alo. Ghi rõ ra đàng hoàng. Cái gì ghi? Texas hả? Texas Ranger nguyên như quan sát thọ xả quả bất thiện kim dung, đúng rồi đó, tâm tục sinh hai chấm, quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. À, tức là cái tâm tục sinh của những người khổ nè, súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục đều có cùng một loại tâm tục sinh, là quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tức là cái tâm quả này là kết quả thành tựu của những cái tâm thiện, của những cái tâm bất thiện, của những bất thiện nó cho. Và những cái tâm này đi làm việc tục sinh. À, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện này là việc tục sinh, làm súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Ha. Đó là tâm tục sinh của người khổ. Rồi xuống dòng mình đánh cái bông này ông gái. Đánh cái bông này ông gái ha. Là quả của 11 tâm bất thiện. Là quả của 11 tâm bất thiện. Mở ngoặc. Trừ tâm si. Đóng mặt lại. Là quả của 11 tâm bất thiện, trừ tâm si phóng dật, đúng không ạ? Rồi, tức là cái tâm tục sinh, này, tâm quan sát, thọ xả, quả bất thiện của nhân này đó, là kết quả thành tựu của 11 tâm bất thiện này, tức là một trong 11 tâm bất thiện này, trừ cái tâm si phóng dật ra. Bởi vì tâm si phóng dật nó không cho quả tục sinh, nó không cho cái tâm quả tục sinh, cho nên đó là như vậy, nó chỉ cho những cái tâm quả trong thời bình nhật thôi. Tâm si phóng dật nó chỉ cho quả trong thời bình nhật, nó không cho tâm quả đi tục sinh. Vì tâm si phóng dật nó phóng tục lum, nó chạy nhảy tục lum, nó không có khả năng nó cho làm cái việc tục sinh. Rồi xuống dòng đánh cái bông làm việc nữa, cái bông trước nào. Tâm quan sát quả bất thiện, làm việc tục sinh. Vì, hai chấm. Tâm quan sát quả bất thiện, làm việc tục sinh. Vì, hai chấm. Là quả được tròn và đủ mạnh hơn các tâm quả khác. Và quả được tròn và đủ mạnh hơn các tâm quả khác.
Thì chúng ta thấy là khi mà cái tâm quan sát là việc tục sinh rồi đó, trong lúc mà làm việc quan sát trong lộ trình tâm đó, thì chúng ta thấy rằng kháng ngũ môn, là thí dụ như là kháng ngũ môn rồi nhãn thức sanh rồi mới tiếp thâu rồi mới tới quan sát, quan sát đi sao chót trong cái lộ trình tâm đó không, thì lúc đó cái quả nó phát sanh lúc đó, đó thì cái tâm quan sát là mạnh nhất, là nó đầy đủ nhất, tròn đủ nhất, và nó chính vì như vậy nó có khả năng như vậy, nó khi mà nó khi mà tử với cái tâm bất thiện đó, thì nó sẽ cho lấy cái tâm quả tục sinh này, lấy cái tâm quan sát này nó làm cái việc tục sinh, tại vì nó mạnh nhất, mạnh hơn tâm tiếp thâu, nó mạnh hơn tâm tiếp thâu, nó mạnh hơn kháng ngũ môn, thì nó lấy tâm quan sát quả bất thiện làm cái tâm quả để cho đi tục sinh. Tiếp thâu thì không có khả năng làm đó, nó yếu hơn, tiếp thâu nó yếu hơn, nó không có khả năng cho đó. Thì trong cái tâm quả tục sinh, trong cái tâm quả bất thiện á, chúng ta thấy là nó có 7 cái, có 7 tâm quả. Quý vị nhớ ghi thử cho alo. Thấy tâm quả là gì đâu, alo. Nhãn thức, rồi đúng rồi đó, tức là ngũ sanh thức ha, nói ngũ thức là năm ha, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân rồi mới tích thâu rồi mới tới quan sát, thì là cái quan sát là nó sau cùng là nó mạnh nhất, thì như vậy là tâm quả tục sinh, tâm quan sát là xả bốn thiện làm tục sinh là vì nó đủ mạnh ha, nó mạnh hơn cái tâm quả khác, những tâm quả khác là như vậy, thì như vậy có 7 cái tâm quả bất thiện. Thì cái tâm quả cuối cùng là tâm quan sát, nó làm cái phần sự là tục sinh. Rồi xuống dòng ha. Trong đời sống bình nhật, hai chấm. Trong đời sống bình nhật, hai chấm. Dòng tâm, hai chấm, có 37 tâm. Tâm, hai chấm, có 37 tâm. Rồi. 12 tâm bất thiện có không quý vị? 8 tham, 2 sân, 2 si, có không? Có, xà thủ, ghi xuống số 12. Ghi xuống số 12 trước ha. Ghi xuống số 12 sao meta sao không trời. Rồi 12 tâm bất thiện có hả? Có rồi. Rồi 18 tâm vô nhân có quý vị? Meta có. Rồi ai nữa? Thần vô 17 trừ sinh tiếu. 17 trừ sinh tiếu. Nguyên như dạ là sao? Nguyên trang có 7 nè. Râu 17. Chánh tâm zero luôn. Chánh tâm siêu đẳng luôn. Zero luôn. Thiên vũ 17. Rồi đúng rồi, 17 tâm vô nhân có đủ, 18 tâm vô nhân có đủ trừ tâm sinh tiếu ra, tức là từ ưng cúng vi tiếu của bậc A-la-hán, còn người khổ này không có, nhưng mà 17 tâm vô nhân có à, ngũ sanh thức có, tiếp thâu quan sát có đầy đủ ha, khẳng của môn khái môn có đủ luôn, thì như vậy 17 vô nhân trừ tâm sinh tiếu, trừ tâm sinh tiếu ra, ưng cúng vi tiếu đó, trừ ra, hay là kêu là sinh tiếu cho gọn ha. 17 tâm nhân, 40 tiếu. Rồi, bây giờ tới 8 đại thiện có không quý vị? 8 thiện dục giới tình hảo có không? Alo. Cái gì vậy?
Đó, đó. Đây, có luôn. Nguyễn Như có không? Nguyễn Trang có không? Trần Nguyễn có không? Rồi, có luôn. Rồi, xà thú có luôn ha. Tức là tám tâm thiện dựng giới tình hảo. Có, nhưng mà nó hiếm lắm, nó khó lắm, khó bắt sanh lắm. À, nó rất khó phát sanh, nhưng mà khó không có nghĩa là không có, vẫn có thể phát sanh. Chẳng hạn như những gì mà những người mà ta có làm thiện nhưng mà lỡ sanh vô cái đời sống như của chúng sanh người khổ đó. Nhưng mà có những lúc tâm thiện thì vẫn có thể phát sanh được. Chẳng hạn những vị Bồ Tát sanh làm những cõi thú, nhưng mà khi mà cái tâm thiện trong đời sống quá khứ nó có cái duyên nó cũng có thể phát sanh được. Thì như vậy có khó không có nghĩa là không có, và vẫn có thể có được như thường, nhưng mà nó tùy. À, nhưng mà nó rất là khó sanh nha, nếu mà chúng ta không có cái tâm thiện thường xuyên, nhất là cái tâm thiện mà hợp trí rất là khó. Ly trí là đã khó rồi, hợp trí lại càng khó hơn. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là không có, bởi vì những người mà chúng ta có khởi tâm thiện hợp trí trong lúc giờ phút cuối cùng nó cũng có thể khởi lên chết sanh về cõi trời, hoặc là sanh làm người tam nhân, vẫn có thể xảy ra như thường. À, chứ không thể không có được. À, tức là đó, như vậy chúng ta biết vậy, nhưng mà không có hẳn là coi như là như con người mình thì nó dễ hơn, mình muốn khởi thiện mình tác ý khởi thiện dễ dàng, còn người khổ thì rất là khó. Rồi xuống tâm sở hai chấm, giờ gom ghi lại đi: 12 tâm bất thiện, 17 vô nhân, và 8 tâm thiện dục giới tình hảo, là 37 tâm. Gom lại cái đó. Rồi, đúng rồi đó. Tâm có 37 vậy ha. Rồi tâm sở thì từ cái tâm này nó phát sanh ra tâm sở, lòng sanh chung ha, thì tâm sở có 46. Tâm sở có 46. 13 tà tha. Có không? Alo. Tâm sở có 46 là 13 tà tha có không? Có luôn, xà thú ha. Rồi 14 bất thiện. 14 bất thiện có không? Có đầy đủ ha. Rồi 25 tâm sở tình hảo có không? Có luôn. Rồi như vậy là chính xác ha, rất là tuyệt vời ha. Bởi vì là số 1 ha, mình có học hành nghiêm chỉnh trí tuệ phát sanh. Rồi tâm sở thì chúng ta có 13 tà tha, 14 bất thiện, 25 tâm sở tình hảo. Mình nói chung nha, mình nói chung chung, mình nói gom chung nha. Thì như vậy tâm sở có 46. Đã có 46. Rồi gom lại trong đời sống bình nhật, tâm có 37 kê khai ra, rồi tâm sở có 46 kê khai ra. Là viết lại cái nữa cho nó rõ ràng nha. Mười ba, mười bảy, bốn mấy? Cộng lên đây. Cộng lẩu không? 13 với 14 là 27. Ủa, 52. À, không, sorry, sorry. Cộng sao nhảy số dữ trời. Rồi đi sửa lại, sửa lại. Máy bấm 73. Mười ba, mười bốn là 25. 52 là mình nói chung thôi. Cái này là mình chỉ gom mình nói chung ha, tức là 52. Tại vì nó có 8 tâm thiện dục giới tình hảo thì nó phải có 25 tâm sở tình hảo biến hành. Ê, 25 tâm sở tình hảo. Đúng không? 8 thiện mà thì phải có. Đúng rồi. Thì đó thì vô nhân có rồi 14 bất thiện cũng có luôn. Rồi 13 cũng có luôn. Thì như vậy là 52 đầy đủ ha, đầy đủ gom hết đủ 52 tâm sở ha.
Sorry, lâu lâu những cái chữ này nó hay làm mình rối lắm. Chữ làm nhức đầu. Còn còn lát cái nhảy tùm lum là làm. Phải thấy nhiều quá, ngán quá, số nhiều quá, nhức đầu. Rồi, như vậy là mình có cái trong cái đời sống bình nhật của người khổ thì tâm nó có 37, tâm sở có 52, là mình gom nói chung ha, dễ hiểu ha. Rồi xuống dòng đánh một cái bông bự ha, để nhấn mạnh cái này ha. Nhờ Kim Dung cộng giùm nó, nhưng thôi chết luôn, nó cộng lộn, quê sệ ha. Cộng lộn, nào làm nó cộng rồi cặp, chết luôn. Rồi xuống dòng đánh cái bông. Đâu từ có lúc mà nó sanh lên thôi, lúc nào mà đặc biệt sanh lên tâm hợp trí, sanh lên tâm thiện hợp trí thì lúc đó phải có trí tuệ chứ. Nhưng mà ví dụ những vị Bồ Tát nó có sanh làm thú, nhưng mà có những lúc nào đó nó nghiêng cái tâm sanh lên. Chẳng hạn như giờ cận tử phát sanh nhớ một cái gì đó trong thiện pháp, trong quá khứ rồi sanh lên cái tâm thiện hợp trí, tái sanh lại làm người tam nhân vẫn có thể được như thường. Nhưng mà hiếm lắm, cái chuyện này rất là khó. Vị mà Bồ Tát mà tu hành dữ dằn lắm. Dũng tử nó mạnh nó có, mình thì ly trí chưa chắc có nè. Mình nếu mà sanh làm thú ly trí chắc cũng miễn luôn. Sanh 14 tâm 12 tâm bất thiện là sanh đều sanh đầy đủ thiếu nào, khổ vậy. Là giờ ráng tu để dành có chủng tử, nếu mà lỡ xuống dưới xuống dưới mình còn làm sanh mấy cái loài quỷ mà ngạ loài khổ đó, mình còn có cơ hội mình khởi lên tâm thiện. Cũng như nhiều bà gì bà Malika, bà hậu Malika phải cái gì bà sanh xuống địa ngục á, xuống dưới là người khổ đó. Nhưng mà nhờ bà có thiện pháp mạnh mà nhớ lại được cái nhớ những lúc bà làm thiện phước mới sanh lên cõi trời liền, là tâm thiện phát sanh liền, bà sanh lên cõi trời liền. Chứ nếu mà không có thì thôi rồi, dưới là múc mùa lại thủy. Rồi xuống dòng đánh cái bông bự nha. Tâm si phóng vật. Để nhấn mạnh này cho nhớ. Tâm si phóng vật không thể cho quả tục sinh, phải chỉ cho quả trong thời bình nhật. Tâm si phóng vật không thể cho quả tục sinh, chỉ cho quả trong thời bình nhật. Đó là cái đặc biệt của cái tâm si phóng vật nó như vậy. Rồi, đó là chúng ta nói về người khổ, rồi những người lạc, người duyên, tâm nhân chúng ta sẽ trình bày sau. Bây giờ chúng ta nói người khổ thì chúng ta đặc biệt hôm nay là chúng ta đi vào cõi khổ. Bình nhật hiện tại đó, sống trong đời sống hiện tại đó. Rồi, bây giờ mình đi vào cõi khổ để mình thấy được cái người khổ sống trong cõi khổ như thế nào ha. Vì can đảm nghe các bạn này nha. Giờ cõi khổ ghi vô hai chấm y cõi khổ xuống dòng cõi khổ và cái này a ba giá phù mí, a ba giá là khổ, phù mí là cõi nha. Phù mí cõi nơi chúng sanh sinh sống là chữ phù mí, xuống dòng phù mí hai chấm, phù mí hai chấm cõi nơi chúng sanh sinh sống. Rồi cái chữ a ba giá nghĩa là bất hạnh đau khổ, a ba giá bất hạnh đau khổ. Rồi, cõi bất hạnh đâu có bốn cõi bất hạnh, hai chấm. Dòng có bốn cõi bất hạnh. Địa ngục,
toàn sanh, ngạ quỷ, Atula là bốn, có bốn cõi bất hạnh. Nãy mình có ghi trên nữa, giờ mình ghi lại ha. Địa ngục, toàn sanh, ngạ quỷ, Atula. Địa ngục, bàn xanh, ngạ quỷ, Atula, đó là bốn cõi bất hạnh. Rồi bây giờ học cõi thứ nhất, giờ mình nói vậy, mình nói về cõi thứ nhất là cõi địa ngục một, cõi địa ngục. À, cõi địa ngục, Niriya Phumi, cõi địa ngục. Địa ngục, à, nó từ chữ này, chữ ní là không có, chữ á giá là an lạc, tức là chữ ní giá này đó, từ hai cái chữ đó ráp lại, nên là một cái nơi không có sự an lạc, thì ní là không có, á giá là an lạc, là ní giá là nơi không có sự an lạc, được chưa? Rồi, xuống dòng, cõi địa ngục, hai chấm, có ba, cõi địa ngục, hai chấm, có ba loại, có ba hạng người, có ba, kia là có ba, dùng chữ gì cho nó đúng, có ba hạng, có ba hạng đi, có ba hạng. Có ba hạng chứ ba tầng, ba hạng chưa hết này muốn tầng rồi chưa hết muốn tầng rồi. Hạng dòng một là hội nhân, một hạng hội nhân, hai chấm là hạng ác nghiệp, hạng do ác nghiệp phạm tội sanh vào, hạng do ác nghiệp phạm tội sanh vào, rồi thứ hai là hạng ngạ quỷ, hạng quỷ sứ, hạng quỷ sứ, đồ quỷ sứ, cái là hàng quỷ sứ, hai chấm là những chúng sanh không phải ra tại cảnh giới địa ngục, là những chúng sanh không phải sanh ra tại cảnh giới địa ngục, phải hàng quỷ sứ là những chúng sanh không phải sanh ra tại cảnh giới địa ngục. Vì tâm tục sinh của họ không phải là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Vì tâm tục sinh của họ không phải là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Được chưa? Rồi. Mà là quả của tâm đại thiện thấp, mà là quả của tâm đại thiện thấp. Chấm. À, chấm nha. Hạng chúng sanh này là chư thiên tùy tùng, hạng chúng sanh này là chư thiên, chư thiên
tùy chúng của đại tứ đại thiên vương là chúng sanh chư thiên, tùy chúng hay là tứ thiên chư thiên là chúng thiên và dân chúng, chúng sanh này là chư thiên tùy chúng của tứ đại thiên vương, phải là những la sát, là những la sát hạng chúng sanh này là chư thiên tùy chúng của tứ đại thiên vương, phải nghĩa là những la sát, nó cũng là những la sát, là rất khá sát, là những loài la sát, kêu là đặt cái tên la sát là dữ đó, xuống dòng chấm gái xuống dòng ha, trong địa ngục có những con kênh kênh, trong địa ngục có những con kênh kênh, quả diều hâu vân vân, đó chính là những dạ xoa có thân hình kỳ dị, đó chính là những dạ xoa có thân hình kỳ dị. Trong địa ngục có những dạ xoa thân kỳ dị, chứ trong địa ngục không có loài súc sinh, chứ trong địa ngục không có loài súc sinh. Yeah. Rồi đó là cái loại thứ hai, là loại hạng quỷ sứ, đó là loại những chúng sanh mà sanh ra nó không phải là sanh ở trong cảnh giới địa ngục, bởi vì cái tâm tục sinh nó không phải là tâm quan sát tòa xã quả bất thiện, mà là tâm quả của những cái đại thiện thấp, tâm quả thấp, hạn như là tâm quan sát tòa xã bất thiện, hay là những cái tâm quả thiện ly trí, đó là những tâm đại thiện thấp, tâm quả đại thiện thấp. Những hạng chúng sanh này nó là chư thiên, mà nó là tùy chúng của những bốn vị trời tứ đại thiên vương, gọi nó là loại la sát. Khi mà xuống địa ngục nó quá thành kênh kênh, quả hâu diều hâu gì đó, rồi chó, nó thành hình chúng sanh dưới, chứ nó không phải là sanh ở địa ngục, cho nên chúng ta biết vậy. Và ở địa ngục thì không có xuất sinh. Rồi đó là cái thứ hai, một hai phải không? Hạng thứ ba là diêm dương. Diêm dương. Chấm. Diêm dương hai chấm. Chính là vua của hạng ngạ quỷ Quê Ma Lý Cá. Chính là vua của hạng ngạ quỷ Quê Ma Lý Cá. Như này. Ngạ quỷ Quê Ma Lý Cá. Đây. Không phải dịch cái việc là diễn đấy mà. Chính là vua của hạng ngạ quỷ Quê Ma Lý Cá. Phải. Phải. Khi thì sống an lạc như chư thiên ở cõi 33, thì sống an lạc như chư thiên cõi 33, khi thì phải chịu khổ trong cảnh giới địa ngục, khi thì sống an lạc như chư thiên cõi 33, khi thì phải chịu khổ trong cảnh giới địa ngục. Tức là diêm dương là loài chúa của những loài ngạ quỷ ha,
thì có đời sống, nó không phải là sống trên an lạc như cõi trời hoài như những gì như thiên khác, nhưng mà cũng phải xuống như địa ngục để cai quản cái đám địa ngục này, mà phải chịu những cái cực khổ với sống trong tù, giống như cai ngục, giống như ông vua mà ở trong ngục diễn ngục phải sống trong cảnh giới đó. À, thì Diêm Vương bị do nghiệp lực người ta phải chịu vậy, à, sống có hai cái hoàn cảnh éo le vậy ha. Rồi đó là ba cái hạng chúng sanh ở địa ngục chúng ta biết ha. Rồi xuống dòng cõi địa ngục, bây giờ mình đi vô cõi địa ngục nha, vô tham quan nha. Cõi địa ngục có tám đại địa ngục, có tám đại địa ngục, cõi địa ngục có tám đại địa ngục. À, bắt lên cho quý vị ha, đủ chưa? Đủ ha. Một địa ngục sanh chí quá, hai địa ngục ca lát xuất tá, ba là địa ngục sanh kha tá, hay là gọi là thu má rô rú quá, hay là còn cái tên là cha lá rô rú quá. Bốn là địa ngục rô rú quá. Ủa, chưa thấy này hả? Kỳ. Lại cái nhà có thấy không nha? Dạ. Được, này copy không thấy ha, đợi xíu, rồi sao cái máy này kỳ, có lúc được, lúc không, kỳ quá. Áp ghê. Để thử từng đoạn cho được không? Cái này được nha. Áp rồi. Nó cho bot lên rồi. Bây giờ đọc nha. Viết nha, đọc viết nha. Một, tám đại địa ngục là một là sanh chi quá. Sanh có dấu ngã đó, sanh chi quá. Tại sao không cho ta? Lạ vậy ta? Ba tốt này nhiều khi nó kỳ. Sanh chi quá. Cái này thấy không? Không được luôn. Sanh chi là chữ chữ này nè, chỉ là chữ này đó. Sanh chí giờ, sanh chí quá, đúng rồi đó, sanh chí quá, đúng rồi đó. Rồi sanh chí quá, à là bị gục sanh chí quá. Hai ca lá xuất tá, à bây giờ đọc ra trường âm đoạn âm là ghi được không? Hai là ca lá xuất tá, ca lá xuất tá, chính xác, xà thủ ca lá xuất tá. Và số hai, rồi đúng rồi đó. Số ba, sân kha tá. Số ba là sân kha tá. Sang kha có gì hát, à, sang gha đó, sang kha đó, chứ phải kha đó, sang kha, sang kha đó, sang là sang kha là tăng á, sang kha tá, sang kha tá, đúng rồi, sang kha tá, sang kha tá có dấu quyền luôn, sang kha tá, sang là chữ n chấm, n có chấm, rồi g h a có dấu quyền, sang kha tá, sang nhà ba nguyên dương viết đúng rồi đó, sang nhà ba đúng rồi đó, sang nhà ba. Rồi là số 3, đúng không? Chính xác. Rồi số 4, rô rú quá, rô rú quá. Số 4. Rô rú quá. Chính xác. Chính xác luôn, quá giỏi luôn, lớp này giỏi quá, lớp này Bali rồi, professional rồi, rồi quá.
Số 5, Maha Ro Ruwa. Cũng giống vậy luôn, thêm chữ Maha vô. Maha là đại đó. Maha Ro Ruwa. Đúng vậy. Rồi. Số 6, Ta Bana. Ta Bana. À, số 6, Ta Bana. Chính xác luôn, quá giỏi luôn, thật sự luôn, căn bản vững chắc không. Ta Bana. Rồi số 7, Maha Ta Bana. Maha Ta Bana. Rồi chính xác luôn, Maha Ta Bana. Rồi ok, là số 7. Số 8, Á Quỳ Chí. Á Quỳ Chí. Wow. Đúng rồi, Á Quỳ Chí chính xác luôn. Á Quỳ Chí. Rồi, như vậy là chúng ta có 8 cái đại địa ngục, địa ngục lớn, đại địa ngục không? Cái này là những người bị cái nghiệp nặng giống như là Đề Bà Đạt Đa là sanh xuống cái đại địa ngục đó, một trong đại địa ngục đó. Và sanh chi quá, ca la sút tá. Sang kha tá, rô rú quá. Maha Rô Rú Quá, Ta Bá Ná, Maha Ta Bá Ná, Á Quỳ Chí. Chính xác. Rồi, nó như vậy mình có 8 cái tầng địa ngục. Không có tiếng Việt Nam, cái này không có đặt tên Việt Nam. Lát tính sao, lát xuống dưới có. Rồi giờ khoan ha, giờ nó dưới tiếng này trước đã. Từ từ đấy mà trình bày lần lần xuống. Bây giờ đi gấp quá, không có thời giờ đọc ra. Được chưa? Rồi, xuống dòng. Gom dơ gom lại chưa? Chút mà xuống học học về riêng biệt cái 8 địa ngục á, thì chúng tôi sẽ cho phần tiếng Việt sau ha. Giờ mình khoan viết này, dài dòng quá. Không kịp giờ nữa. Chưa, lắm cõi địa ngục gom ra chưa, viết lại chưa, rồi xuống dòng. Vị trí, đánh cái bông thế mà. Chưa gom được hả, ok. Rồi, chụp. Chưa gom được. Chưa đâu, lát nữa học từ từ vô, thấy còn dễ sợ nữa. Được chưa? Gom được chưa? Lâu vậy? Nguyên Trang, nãy giờ ngồi có ông sống gom giùm Nguyên Trang. Chủ sĩ kỳ trời. Cười. Rồi không, rồi ăn bánh, rồi nhai nhai nhai. Đó, gom được, tạm quyết gom được rồi nè. À, rồi đó, rồi đó, tạm được rồi ha. Ok ha. Đó, hỗ trợ nha, làm cho nó nhanh, đỡ mất thời gian. Rồi ha, được chưa? Tiếp tục được chưa? Hello. Hello, MC chủ sĩ đã mất rồi. Chủ sĩ đâu? Rồi, ok ha. Rồi, mình có 8 cái đại địa ngục ha, là địa ngục lớn ha. Sanh chi quá, ca la sút tá, sang kha tá, rô rú quá,
Maha Rô Rúa Tà Bá Ná Maha Tà Bá Ná Á Quỳ Chí Tám Đại Liên Ngục. Rồi ok, xuống dòng nha, đợi dòng cái vị trí hai chấm nằm sâu trong lòng địa cầu, nằm sâu trong lòng địa cầu. Đó, tức là tám cái đại địa ngục nằm sâu trong cái trái đất này đó, trái đất mình nè, nằm sâu trong lòng địa cầu. Rồi xuống dòng khoảng cách hai chấm, khoảng cách hai chấm, mỗi đại địa ngục cách nhau 1500 do tuần, mỗi đại địa ngục cách nhau 1500 do tuần. Tuần là cái chữ này đây. Vô chá ná là do tuần ha. Mỗi đại địa ngục cách nhau 1500 do tuần, nằm chồng lên nhau theo thứ tự. À, nó là chồng lên nhau theo thứ tự. Chồng lên nhau theo thứ tự. Rồi đó là cái khoảng cách của mỗi một đại địa ngục, cách nhau ngàn do tuần, cái chồng lên mỗi là chồng lên từ từ đó. Thì bây giờ mình tính là một do tuần bằng 13 mai bằng 20 km. Lấy số chung nha, một do tuần bằng 13 mai bằng 20 km. Một do tuần bằng 13 mai bằng 20 km, đúng chưa? Rồi 1500 do tuần thì mình nhân cho 13 mai, 1500 do tuần nhân cho 13 mai thì bằng là 19500 mai. Mỗi địa ngục này, đại địa ngục cách nhau là 19500 mai. Cũng xa dữ. Ngàn 500 do tuần nhân cho 13 mai bằng 19.500 mai. Rồi xuống dòng 1500 do tuần mà nhân cho 20 km thì bằng 30.000 km, đúng không vậy, chính xác không? Nếu tính mai thì là 19.500 mai, mà nếu tính km thì 30.000 km. Được chưa? Đó, tức là hãy cách 30.000 km là cái lên một cái đại địa ngục, cách cái lên đại địa ngục lên đủ 8 cái đại địa ngục này ha, để chồng lên như vậy. Rồi xuống dòng, mỗi đại địa ngục có 4 cửa, mỗi đại địa ngục có 4 cửa là 8 nhân cho 4 là bằng 32 cửa. Mỗi đại địa ngục có 4 cửa mà 8 đại địa ngục thì nhân cho 4 cửa thì có 32 cửa. Bây giờ mình đi tham quan từ từ ha, mình đi quan sát cái đại địa ngục này nó làm sao ha. Thì mỗi đại địa ngục vậy nó có 4 cửa, là 4 mặt á, 4 mặt nó có 4 cửa. Thì như vậy là 4 cửa nhân cho 8 cái đại địa ngục thì có 32 cửa. Rồi trong mỗi cửa, bằng mỗi cửa đó có 4 hầm, trong mỗi cửa có 4 hầm địa ngục, trong mỗi cửa có 4 hầm địa ngục. 32 nhân 4 bằng 128 hầm. Ghê quá à, ghê quá. Trong mỗi cửa có 4 hầm địa ngục, bước vô cửa đó và vô đó là nó có 4 hầm nha, vô nó giật
vô nó luyện võ. nó luyện võ mình cho mỗi cửa có 4 hầm thì 32 nhân 4 128 hầm. Dạ, dạ đúng không ba? Rồi, trong mỗi cửa có một vị Diêm Vương cai quản. Trong mỗi cửa có một vị Diêm Vương cai quản bằng 32 vị, tức là 32 cửa thì có 32 vị. À. Ba mươi hai ông Diêm Vương này trên có đài xuống cai quản 32 cửa này, ông điều động cho mấy giò so hay là mấy ngạ quỷ đi hành hình ta. Trong mỗi cửa có một vị Diêm Vương cai quản bằng 32 vị. Rồi đó, tức là mỗi một cái đại địa ngục nó có 4 cửa, thì mà 8 đại địa ngục thì mình nó có được 32 cửa. Rồi trong mỗi một cửa này nó có 4 cái hầm. Bốn giống như là bốn cái vô mình vô giống như mình vô cái trại tù mình coi phim tù thì có bốn cái chỗ để cái hầm để nó chứa những tội nhân, thì bốn hầm nó nhân cho 32 cửa có 128 hầm. À, mà mỗi một cửa thì có một vị Diêm Vương cai quản, à, thì có 32 vị. Rồi mỗi đại địa ngục, cái dòng ha, mỗi đại địa ngục có 16 tiểu địa ngục. Mỗi đại địa ngục có 16 tiểu địa ngục, à, gọi là đa khổ địa ngục, hay còn chữ Bali là Uttasada, đa khổ địa ngục đó. Mỗi đại địa ngục có 16 tiểu địa ngục, đa khổ địa ngục. Mỗi đại ngục sát tiểu địa ngục còn đa khổ địa ngục. Rồi xuống dòng tiểu địa ngục, xuống dòng tiểu địa ngục, đại địa ngục ha. Rồi giờ mình học từ tiểu địa ngục có 5 tầng, tiểu địa ngục có 5 tầng. Ghi cái này nữa là thôi ngưng ha, thì ta học tiếp thì copy thử lên cho nha. Tiểu địa ngục có 5 tầng, copy thử rồi. Được quá vậy? Được chưa? Hên quá. Nó lên rồi nè, nó lên rồi. À, thì ra máy này nó có cơn, cái máy này nó có cơn. Rồi, tiểu địa ngục nó có 5 tầng. Thứ nhất là gu thá, xuống phần địa ngục. À, xuống phần địa ngục. Ở thứ hai là Kukakala, nhiệt khối địa ngục. Thứ ba là Sibali Wana, rừng gòn gai địa ngục. Thứ bốn là Asibata Wana, rừng lá kiếm địa ngục. Thứ năm là Wetara Wetarani, nước kìm địa ngục, hay còn gọi là nước mặn có mây gai. À, tức là năm cái tập của tiểu địa ngục, tức là từ đại địa ngục nếu mà bị tội mà trừng trị dưới một thời gian rồi chết đó, sanh qua cái, nếu mà còn nghiệp chưa sót sanh qua vậy, sanh qua cái tiểu địa ngục, như vậy. Nó ở ngoài nữa, nó tức là nó cái đất kia rồi nó còn ra xung quanh vòng vòng ngoài nữa, nó tùm lum tà la vậy đó. Nó không phải là trên đất không, nó còn ở ngoài biển cũng có, mà kia nó có nhiều chỗ lắm. Thật ra càng học vô mình càng thấy ghê lắm. Nó bao tùm lum tà la thôi, nó chạy trời khỏi nó mà chưa. Rồi, mỗi tiểu địa ngục có bốn hướng. Mỗi tiểu địa ngục có bốn hướng.
À, mỗi cái tiểu liên cầu nó có bốn hướng, cho đông tây nam bắc á, nhân cho năm tầng bằng 20 hướng. Năm cái đó rồi xuống nhầm ghi mỗi tiểu địa ngục có 4 hướng nhân cho 5 tầng thì bằng 20 hướng. Ra 5 cái tầng địa ngục nó bằng 20 hướng. Bắt đầu người ta phân đi vô nhìn thấy rồi mình học xuống từng cái địa ngục. Bây giờ mình đi tham quan mỗi cái địa ngục nha. Cái nào sao đó. Rồi mình gặp Diêm Vương mình nói chuyện rồi chơi hỏi thăm sức khỏe ổng ha. Rồi ổng giờ này sao. Mỗi tiểu địa ngục có 4 hướng nhân cho 5 tầng. 5 tầng 1, 2, 4, 5 bằng 20 hướng. Rồi đó, đi vào ha. Rồi 16 tiểu địa ngục nhân cho 8 đại địa ngục. 16 tiểu địa ngục nhân cho 8 đại địa ngục bằng 128 tiểu địa ngục. À, 16 tiểu địa ngục mà trong 8 cái đại địa ngục thì mình có được 128 tiểu địa ngục. Được không? 16 tiểu địa ngục nhân cho 8 đại địa ngục. Đại địa ngục có 16 tiểu địa ngục mà 8 đại địa ngục thì mình có 128 tiểu địa ngục. Đúng rồi đó, à, 16 tiểu địa ngục nhân cho 8 cho Nguyễn Nghi đúng rồi đó. Quá, 128 tiểu địa ngục. Được chưa? Rồi ghi cái phần chót nữa là mình chấm dứt cái buổi học phải không? Vị trí 5 hầm tiểu địa ngục 2 chấm. Vị trí 5 hầm tiểu địa ngục 2 chấm. Vị trí 5 hầm tiểu địa ngục 2 chấm. Đó, bây giờ mình nói tới cái chỗ của nó ha. Là các hầm địa ngục nhỏ. Là các hầm địa ngục nhỏ. Thôi cái nhỏ thôi. Nằm cùng nơi với các đại địa ngục. Nằm cùng nơi với các đại địa ngục. À, tức là gọi đại địa ngục đó thì có những cái hầm nhỏ nằm cùng trong đó không? Cũng có nơi nằm theo rừng núi. Cũng có nơi nằm theo rừng núi. Thì đó giờ nè, là ghi được kìa là các hầm địa ngục nhỏ nằm cùng nơi với các đại địa ngục. À, tức là đại địa ngục có những cái hầm tiểu địa ngục nằm trong 7 cái. Cũng có nơi nằm theo rừng núi. Cũng có nơi nằm theo rừng núi, phải. Cũng có nơi nằm theo rừng núi, phải. Đại dương, phải. Đại dương, phải. Sông Hằng. Sông Hằng có địa ngục đó nha quý vị, coi chừng nha. Sông Hằng. Đại dương, sông Hằng. Các châu nhỏ. Các châu nhỏ. Đó là những cái châu nhỏ nhỏ nhỏ. Các châu nhỏ. Và các vùng hoang đảo. Các châu nhỏ và các vùng hoang đảo. Thì như vậy đó là vị trí của năm cái tầng, năm cái hầm tiểu địa ngục. Có những mà ở trong nó là những hầm nhỏ, nó nằm ở cái trong cái đại địa ngục. Và cũng có một cái số nơi đó, những số chỗ nó cũng nằm theo rừng núi, nằm theo đại dương là biển lớn, hoặc là sông Hằng cũng có, hoặc là các châu nhỏ, những châu hoang vắng, những cái nơi hoang đảo vắng xa xôi, những nơi mình đi không tới đó. À, thì đó là trong chú giải ta giải thích cho mình thấy phân biệt, mình thấy rõ ràng là rất là nhiều chỗ, ngay cả những cái
biển cả cũng có, mà sông Hằng cũng có nè. Cái này rất là ghê, mà những cái cảnh giới này chúng ta không thể thấy bằng mắt được, rất là đặc biệt cái chỗ đó. Rồi hôm nay chúng ta tạm ngưng nha, kỳ tới mình học tiếp ha. Hôm nay mình đã như vậy đã hết giờ ha, xong buổi học này vừa đúng giờ. Do phước báo này cầu mong cho tất cả chúng ta đừng bao giờ rơi vào trong những cảnh giới đại địa ngục hay tiểu địa ngục ha. Do phước báo luôn luôn hộ trì cho tất cả chúng ta được an vui, được sanh về nơi nhàn cảnh, làm người trời thoát khỏi những sự đau khổ, luôn có được thành tựu chánh trí, tâm đều nhau cả thể. Dạ, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật. Dạ, sa thú, sa thú. Kính cảm ơn Minh Kinh. Nhà Quỳnh xin thay mặt đạo tràng thành kính cảm ơn Minh Kinh rất là nhiều đã giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, năm mơ bích thai giá. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Quỳnh vừa hết bài thì Nhật Quỳnh cũng vừa té cá rầm. Dạ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Trần Đạo, cảm ơn Thiên Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Kinh rất là nhiều đã giảng dạy bài học ngày hôm nay, nói về các tầng địa ngục. Hy vọng rằng đạo tràng mà trong đạo tràng nghe sợ thu thúc cái miệng, thu thúc cái tâm, thu thúc hành động để đỡ phải xuống địa ngục đó thôi, chứ chưa chắc là không xuống. Dạ chắc chắn luôn. Dạ, năm ông Bích Hai. Dạ, dạ con không biết đại đức Pháp Trang có trước máy không, bạch sư có trước máy sẽ cho con xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ sa thú con tri ân sư. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp. Dạ, chắc là mình có rất là nhiều cái dễ vui, và sau đó chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Pháp Trang chúc phúc cho đạo tràng. Uất tam ang ghe na quan đề hằng ba đa phạn sum và uất tam ang bút thể do kali tổ đâu sau bút thâu hàm tu tăng hòa mang. Còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhị chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ang ghe na quan đề hằng tham anh cha đưa quy thăng qua răng thầm mê vô khali tô đổ sâu thầm mô khama tu tăng mà măng. Còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ang ghe na quan đề hằng sằng khanh cha đưa quy thoát tam ang sằng khê vô khali tô đổ sâu sằng khô khama tu tăng mà măng. Còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phần tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Trang từ bi chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Nhân bích đến sư ạ. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng, chứ những nickname mà chúng con không được rõ. Và thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Để kết thúc buổi học sáng hôm nay, con xin được phép đại diện Chư Tăng để phúc chúc đến toàn thể chư Phật tử. Nam mô Bụt Thầy Giá. Đô ca pa ta cha ne đô ca pa ya pa ta cha ne pa ya so ca pa ta cha ne so ca hon to sa pe pi pa ni no e ta va ta cha am he hi sam pa tang po nya sam pa đăng
Sape deva namo danto sapa sampata siete jadanang dadanto sata jasilang rakanto sapa dafavana piratahanto racanto devata rata sape pota palapa capa cekanang jajam palang arahantanang cateche narakan pantam Me sapa so pavato sapa mangkalang rakanto sapa devata sapa potam. Nupavena sapa tamma nupavena sapa sangkam. Nupavena sada sote pavanto te takka phước bao hàng có đến người. Cầu xin chư thiên hậu trì đến người và do nhờ vai đức của chư Phật. Do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người nguyện cầu vi đức Phật bảo, nguyện cầu vi đức pháp bảo, nguyện cầu vi đức tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại. Thái điều mạo tan biến, nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc chú trong thiền, chư thiên đã văn tập, xin tỳ hỷ phước lành, được các tường như ý. Rồi phản hồi thiên sư, chư toàn giác đại lực, chư động giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì vi đức, cầu phúc lành phán sanh, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa thú lành thai, dạ con xin phép được trả lời vị đạo hữu trong đầu tràng. Dạ, lớp học vì diệu pháp này thường thì ở 4 giờ rưỡi sáng ngày thứ sáu ở Việt Nam. Dạ, đến bây giờ này, dạ, con xin sám hối. Con không được phép như vậy mà con sợ vị này hỏi mà nãy giờ con mắt chú tâm nghe pháp, con không có trả lời được. Dạ, con xin sám hối. Dạ. Kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng quả phước đã tạo được. Dạ, Nam Mô Bích Thai, dạ. Con cũng xin thay mặt thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Tăng rất là nhiều. Dạ, kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng. Dạ, Ni Tha Phụ Ta Ni Sa Ma Ga Ta Ni Phụ Ma Ni Quả Gia Ni Quả Anh Ta Lịch Khê Ta Thả Ga Tăng Đê Quả Mà Nừa Sư Vụ Chi Tăng Bụt Thằng Nam Ma Sa Na Sư Quả Thường Hô Tư Gia Ni Tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụm ma ni quả gia ni quả anh ta lịch khê ta thả ga tăng đê quả ma nua sư bì ti tăng thầm măng nam ma xã na sư quả tiền hô tu gia ni Tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụm ma ni quả gia ni quả anh ta lịch khê ta thả ga tăng đê quả ma nua sư bù chi tăng sẵn khăn nam ma xã na sư quả tiền hô tu hẳn khu ta nào là chữ thiên ngự trên địa cầu Hoa thang phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà định hồi hợp nơi đây xin đồng cùng chúng ta cùng chúng con làm lễ chư Phật là các đấng giáo trụ đã được chứng quả giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lời hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu hoặc hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng con làm lễ các pháp đa co giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lời hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu hoặc hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng con làm lễ chư tăng đa co giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lời chữ thiên ngự trên hư không địa cầu thường ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài
Viên thuộc tranh khỏi nặng tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Con quy thú đạo màu, tu hành tinh tấn, ngọ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha, giá chúng con thành kính lãnh lễ dân và phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Đánh giới chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ, tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật Gautama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dân và phước này, đánh giới tất cả chư thiên, phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong đơn Phật giáo năm truyền, nhất là xung quanh chùa Ngọc Lạc, chùa Phước Quang, chư thiên xung quanh nhà Vinh Kinh và chư thiên xung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong đơn Phật giáo năm truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này, sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể khinh nan, bầu đề tâm kiên cố đạo quả sớm duyên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng, chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thời dụng đồng điều nhau cả thảy. Y đăng quân nhân ni banát sắc bát cha dơ hồ túc. Y đăng quân nhân ni banát sắc bát cha dơ hồ túc. Y đăng quân nhân ni banát sắc bát cha dơ hồ túc. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức và huynh kinh quý ngài đã quan lâm vào rum chứng minh cho chúng con được học di diệu pháp. Chúng con thành kính dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc huynh kinh thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo Nam truyền thành kính cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, với anh chị em đạo hữu. Ngày mai quang lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3 giờ rưỡi sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Bình kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha giá, con kính chúc quý ngài. Nhật Bình kính chúc Quynh Kinh và quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui, tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sankha giá. Dạ con, hành kính đảnh lễ chào tạm biệt đạo tràng. Con xin phép được xuống mít để trong ban điều hành chúng con để bài trao báo tiếng Việt cho Đại Đức Pháp Tính và Đại Đức Tịnh Đạt đã tụng. Nhà con xin phép được xuống mít và kính chào tạm biệt đạo tràng. Nam mô Bích Tha giá. Thiên thiên địa tiên đã vân tập nơi đây, mong cởi lòng quan hỷ thành kinh nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên. Những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác, cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được, với Như Lai thiện thể. Do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Pháp bân tử tôi thường ly dục diệt phiền não, phần thân ca mâu ni chính pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được. Pháp thiền vi diệu ấy do vậy chính chăm là châu báu thù diệu, mong với châm ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Con đường thanh lọc tâm là tu tâm thiền định, chứng hiện tại lạc trú đức thằng ngợi khen không gì so sánh được. Do vậy chính chân pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này
tu hành muôn hạnh phúc, thanh tam vì bốn đôi là những bậc ưng cung. Đệ tử đăng thiền thệ được y giả tan tan cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, bằng tu hành tiểu dục quy y đi kiên trì, khéo chân chánh phụng hành lời dạy đức điều ngữ, chứng đạt quả giải thoát, thể nhập đạo phân tử, lạc chu quả tịnh tịnh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Như cột trụ đa kheo chôn chẳng xuống đất, dầu bốn hương cuộn phong cũng không thể lay động. Ta coi bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê, cũng từ tài bất động trước tam pháp thế gian. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thanh tu đà quần chứng kỳ ly thanh đê, được đứng gô ta ma kheo thiên nhãn tường tận. Các dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tam. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiết sự thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới cấm thủ thoát khỏi bốn đò sư, bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thanh tu đà quần vô hộ tâm Phật lỗi, bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đừng thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn, tinh lạc và thù thắng, lời ích chung hữu tình, ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chặt. Rồi vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tiền thiết pháp vô thượng. Do vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau. Bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tăng bậc kim chân niết bàn. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên, đã ơn tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ. Đức Phật bậc Như Lai được chư thiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường, phóng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ. Chánh pháp đạo Như Chân được chư thiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành lễ. Tăng chúng bậc Như Đức được chư thiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc.